Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 3 tháng 9 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 6. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 2, 7. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8763, 8097, 8201. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9293. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 74096, 80797, 13471, 13307, 47692, 29209, 98090. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 92103, 65365. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 62747. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 10651. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 542457. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 542457.